Hà Nội không có ca dương tính mới được ghi nhận trong 48 tiếng qua. Toàn thành phố còn 20 điểm phong tỏa. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ cho phép người chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay, tàu xe bình thường sau khi giãn cách kết thúc. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đa dạng kênh phân phối để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó hạ nhiệt giá thực phẩm. Người dân Hà Nội khi vào cửa hàng quán ăn sẽ phải quét mã QR để phục vụ truy vết. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa chủ động thực hiện. Vừa rồi là một số những thông tin quan trọng sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thùy Dương của VTC14, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 26 tháng 9 đến 6 giờ ngày 27 tháng 9, Hà Nội tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Đây là buổi sáng thứ 3 liên tiếp thành phố không ghi nhận ca dương tính mới. Như vậy, tính từ 6 giờ ngày 25 tháng 9 đến 6 giờ ngày 27 tháng 9, thành phố đã có 48 giờ không có ca dương tính mới. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.965 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan tới các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh viện ca trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó. Về tình hình điều trị, tổng số bệnh nhân điều trị khỏi là 3.123 ca và 34 người đã tử vong. Hiện các cơ sở y tế của Hà Nội đang điều trị hơn 420 bệnh nhân mắc COVID-19. Tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 9, trên địa bàn thành phố có tổng số 656 điểm phong tỏa. Trong số đó thì số điểm phong tỏa là 20, giảm 2 điểm so với ngày trước đó. Thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đó, trong đợt xét nghiệm trên diện rộng từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, tỷ lệ dương tính chung của các vùng nguy cơ toàn thành phố Hồ Chí Minh giảm từ 0,4% xuống còn 0,2% trên tổng số mẫu được lấy. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị một chỉ thị mới dự kiến ban hành và có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Cụ thể, tỷ lệ dương tính các vùng trong 2 ngày, ngày 22 và ngày 25 tháng 9 đã giảm như sau. Vùng xanh giảm từ 0,2% xuống còn 0,1%. Vùng cận xanh giảm từ 0,3% còn 0,2%. Vùng vàng có tỷ lệ dương tính không đổi là 0,2%. Vùng cam giảm từ 0,6% xuống còn 0,3%. Vùng đỏ giảm từ 0,7% xuống còn 0,4%. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh nhận định số ca bệnh nhân nặng thở máy và tử vong đang giảm dần, cũng cho thấy dấu hiệu lạc quan trong công tác chống dịch. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đã có hai đề nghị với Thủ tướng. Thứ nhất là đề nghị cho phép thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Thứ hai là quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt được độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 hiện đang còn là dự thảo. Nhằm kiểm soát chặt và phân loại nguồn lây lan dịch bệnh, những ngày vừa qua tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai cho người dân tự test nhanh COVID-19 ngay tại các chốt kiểm soát. Việc tự test nhanh này sẽ được lực lượng y tế hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy trình. Tại mỗi chốt kiểm soát như thế này tại địa bàn huyện Hóc Môn, mỗi người dân khi qua đây, lực lượng chức năng sẽ mời bất kỳ một người ngẫu nhiên vào lề đường để phát bộ test nhanh COVID-19 và hướng dẫn quy trình để người dân tự lấy mẫu. Gặp đâu mình test luôn là quá tốt, để kiểm soát được bệnh tật đấy. Tụi anh hùng đi chạy xe gọi luồng xanh, cùng ngày nào test thì test liên tục. Bây giờ mà còn đi vô các tiệm cô kia chỗ kia thì phải test là hùng mới mất tiền, mất cỡ 300.000 cái. Chứ còn mà nếu mà gặp như mấy anh chị ở đây đi test như thế này thì biết được bệnh diễn hay không để lấy ra cộng đồng. Tùy từng người, khác biệt của từng người một. Có người thì là nó rất thuận lợi,
sớm giờ thì người ta gây cảm thấy khó chịu cho người ta, nhưng mà mình test được ngẫu nhiên như vậy thì là mình biết được cái tình hình của mình là hiện nay là như thế nào, có bị âm hay là dương tính với lại COVID hay không. Tại các chốt kiểm soát, toàn bộ người dân khi ra vào phải có lý do chính đáng và tự test COVID-19 tại chỗ. Việc kiểm tra không ngoại trừ đối tượng nào. Toàn bộ chi phí tổ chức xét nghiệm tại các chốt kiểm soát được hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Y tế và nguồn xã hội hóa. Địa phương đang duy trì 80% địa bàn là vùng xanh và dùng mọi giải pháp để đạt 100% khu vực kiểm soát được dịch trước ngày 30 tháng 9. Các trường hợp là test gộp thì phải ít nhất là 3 ngày mới biết được cái trường hợp người bị dương tính. Như vậy cái thời gian nó sẽ rất là lâu, nó chậm hơn cái tốc độ lây lan của dịch bệnh. Qua đó thì chúng ta thấy được là cái test nhanh bằng kháng nguyên thì kết quả cho kết quả ngay và chúng ta kịp thời tách bóc cái F0 ra khỏi cộng đồng. Kế hoạch trở lại bình thường mới của Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ hoãn 2 tuần so với dự định ban đầu. Chỉ còn vài ngày nữa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng 9 năm 2021 và từng bước mở. Trong những ngày còn lại, các quận huyện sẽ chạy nước rút nhằm thực hiện hóa mục tiêu này. Việc đẩy thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng, truy vết F0 là một trong những giải pháp mà các địa phương đang triển khai. Thưa quý vị, đêm ngày 26 tháng 9 tại huyện Quỳnh Lưu, nước đã rút sau đợt ngập sâu nhất cả chục năm qua. Song hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng do nước tràn vào nhà hoặc giao thông chia cắt. Đặc biệt 28 hộ tại thị trấn Cầu Giát, gần 150 hộ ở xã Quỳnh Hồng đang bị cô lập hoàn toàn. Và có nơi thì nước dâng khoảng 1 mét. Một số xã khác trên địa bàn như là Quỳnh Lâm, Quỳnh Hưng cũng có nhiều khu dân cư bị nước bủa vây. Lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục để cung cấp nước sạch, đồ ăn, đèn pin và các vật dụng thiết yếu cho người dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An cho hay, tổng lượng mưa từ đêm ngày 23 đến sáng ngày 26 tháng 9 tại huyện Quỳnh Lưu đạt 545mm, Nghĩa Đàn 382mm, Quỳ Châu là 241mm. Việc này khiến cho gần 3.800 ngôi nhà bị sập. Việc này khiến cho gần 3.800 nhà bị ngập. Nơi bị thiệt hại nặng nhất là Quỳnh Lưu với hơn 3.300 nhà, trong đó hơn 600 hộ đã phải di rời. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị hỏng. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị nước tràn vào nhà. Hàng nghìn gia cầm cũng bị chết. Đây là đợt lụt đầu tiên trong năm nay tại Nghệ An. Nguyên nhân bắt nguồn từ hoàn lưu sau cơn bão Dianmu phát triển lên phía Bắc, gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Một trong ba yếu tố gây lụt là mưa kỷ lục suốt 4 ngày qua làm lượng nước khổng lồ trút xuống địa bàn. Cùng với đó, thủy triều dâng không quá cao, song không rút kiệt mà giữ lưng chừng trong nhiều giờ khiến cho nước tiêu chậm. Ngoài ra, thì dòng chảy bị thu hẹp do một số những công trình rác bèo xâm lấn. Do ảnh hưởng của rìa Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới, nên từ ngày 22 tháng 9 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc triển khai ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công điện số 10 ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh, triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, khu vực miền núi, không để xảy ra lũ nghẹn dòng. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư bãi sông, ven suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các cống dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê đang thi công dở dang, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố, thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo quy định, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi xuất hiện nhiều ca F0 trong cộng đồng, trong đó có học sinh dương tính với SARS-CoV-2, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định học sinh trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày hôm nay 27 tháng 9 và chuyển sang trạng thái học trực tuyến.
UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tổ chức chuyển trạng thái sang dạy học trực tuyến từ ngày hôm nay 27 tháng 9, theo phương châm dừng đến trường nhưng không dừng học. Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, điều chỉnh nội dung giảng dạy, thực hiện dạy học trực tuyến trong thời điểm thích hợp. Ngoài ra, lãnh đạo sở yêu cầu các cơ sở giáo dục liên tục cập nhật số liệu giáo viên, học sinh liên quan đến dịch COVID-19 trên hệ thống trực tuyến trước 15 giờ hàng ngày. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở đơn vị địa phương về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm rõ tình hình. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến các địa phương về kế hoạch đi lại trong bối cảnh bình thường mới khi người dân đã được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Theo đó, dự thảo mới nhất về kế hoạch vận tải của Bộ Giao thông Vận tải đã bỏ quy định hành khách phải là người đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh. Các điều kiện áp dụng đã được thông thoáng hơn. Việc sớm khôi phục lại các hoạt động vận tải, người dân được tự do ra đường khi miễn dịch cộng đồng đang được nhiều người chờ đợi. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn tất dự thảo lần 2 kế hoạch tổ chức vận tải khách của 5 lĩnh vực: hàng không, đường bộ, đường thủy, hàng hải và đường bộ. Trong thời gian tới, các địa phương nới lỏng giãn cách. Trong dự thảo lần 2 của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phương án tổ chức vận tải hành khách tại các địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, không tổ chức hoạt động vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đang cư trú tại địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện chỉ thị số 16, trừ các trường hợp được cấp phép có thẩm quyền. Các sân bay, ga đường sắt trên địa bàn, địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 được hoạt động và tiếp nhận hành khách để đi đến các địa phương khác, không áp dụng chỉ thị số 16. Các địa phương đang giãn cách theo chỉ thị 15, chỉ thị 19. Được tổ chức vận tải hành khách theo mức độ hạn chế tỷ lệ phần trăm, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách của từng phương thức vận tải. Các địa phương đang bình thường mới, tổ chức vận tải hành khách hoạt động bình thường. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất Chính phủ tăng nặng mức phạt lên gấp đôi so với hiện nay nếu người điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, thiếu giấy phép lái xe. Điều đáng chú ý trong dự thảo, người đi xe máy không biển số, biển không rõ chữ số, che biển, dán thêm hoặc làm thay đổi chữ hoặc màu sắc của chữ số đề xuất phạt từ 1 đến 2 triệu đồng và mức phạt này tăng gấp 10 lần so với hiện nay. Cụ thể, với những người điều khiển xe máy không có biển số, biển không rõ chữ số, che biển, dán thêm, làm thay đổi chữ hoặc màu sắc của chữ số, sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. So với mức phạt hiện hành quy định tại Nghị định 100 là 100 đến 200 nghìn, thì mức đề xuất mới tăng 10 lần. Đây được coi là mức phạt đủ sức răn đe, vì trên thực tế có rất nhiều trường hợp người điều khiển xe máy cố tình tháo, che, sửa biển số để thực hiện các hành vi phạm pháp như trộm cướp, đua xe trái phép hay gây tai nạn bỏ chạy. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng nặng như người điều khiển hoặc ngồi trên mô tô xe máy không đội mũ bảo hiểm được đề xuất phạt tiền từ 400 đến 600 nghìn đồng, gấp đôi mức phạt hiện hành là 200 đến 300 nghìn đồng. Hay người điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không được cơ quan có thẩm quyền cấp, bị tẩy xóa hoặc không hợp lệ, dự kiến tăng lên mức 1 đến 2 triệu đồng, mức phạt hiện hành là 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng. Người đi xe máy trên 175 phân khối, xe mô tô 3 bánh hoặc không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép không hợp lệ, đề xuất mức phạt 4 đến 5 triệu đồng, mức phạt hiện hành là 3 đến 4 triệu đồng. Thưa quý vị, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn ra từ cuối tháng 4 năm 2021 với tốc độ lây lan nhanh chóng tại các tỉnh thành trên cả nước và khiến cho hoạt động vận tải hành khách vốn đã gặp nhiều khó khăn, nay lại càng thêm điêu đứng. Doanh thu sụt giảm mạnh, buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nguồn nhân lực và các khoản chế độ của người lao động. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ghi nhận của phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Bến xe vắng bóng hành khách, hàng chục đầu xe xếp hàng nằm dài. Hơn 4 tháng qua, hoạt động vận tải hành khách bị đóng cửa do dịch COVID-19, khiến những doanh nghiệp vận tải lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Minh cũng điêu đứng. Đây cũng là tình cảnh chung của các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách ở Nghệ An. Gây khó khăn cho doanh nghiệp về cái vấn đề tài chính.
nguồn thu không có, trong khi đó là phải chi trả rất nhiều những khoản chi phí để duy trì hoạt động vận hành, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, bến bãi, phương tiện, chi phí cho người lao động, lương, bảo hiểm, các cái chi phí nợ, lãi đối với ngân, trả phải trả cho ngân hàng, khó khăn cũng chồng chất khó khăn. Những ngày thường thì chúng tôi mỗi ngày là xuất bến từ 120 đến 130 đầu xe, nhưng mà từ khi ảnh hưởng của dịch thì các nhà xe phải ngưng hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng đã cho phép các tuyến xe nội tỉnh được phép hoạt động trở lại, nhưng mà vì tâm lý của hành khách họ cũng đang lo ngại với cái ảnh hưởng của dịch nên là số lượng hành khách đi lại rất là ít. Nghệ An là tỉnh có sự đa dạng về các loại hình vận tải, gồm đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Trong đó, vận tải hành khách đường bộ có 41 doanh nghiệp. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, phức tạp ở nhiều tỉnh thành, khiến cho ngành vận tải hành khách phải dừng hoạt động. Với ngành hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cảng hàng không ngưng trệ, các chuyến bay thương mại dừng hoàn toàn, chỉ thực hiện một số chuyến bay cứu trợ. Các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ, đường sắt cũng lâm vào cảnh bế tắc. Nhiều doanh nghiệp rơi vào nguy cơ phá sản. Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Theo số liệu từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, hoạt động vận tải hành khách chỉ đạt từ 10 cho đến 15%, hàng hóa đạt khoảng 40%. Từ tháng 7 tới nay thì không thực hiện vận tải thương mại hàng không mà chủ yếu thực hiện các chuyến bay cứu trợ và các chuyến bay chở nhân viên y tế, các y bác sĩ vào miền Nam để tăng cường phòng chống dịch. Sản lượng vận tải thương mại hàng không bị giảm, cắt giảm thì doanh thu cũng là không có, thì việc kinh doanh cũng không có lại, vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn, có lúc phải nói rằng là rơi vào tình thế lao đao. Ban hành nhiều văn bản kiến nghị ủy ban tỉnh như các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ giúp cho ngành vận tải. Đáng đó đặc biệt là chúng tôi quan tâm lưu ý đến vấn đề là đề xuất là ưu tiên tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe của hiệp hội vận tải. Thứ hai nữa là kiến nghị hỗ trợ giảm thuế, hay là gia hạn thời gian nộp thuế, hay là giảm lãi vay và nợ ngân hàng, cũng như là giảm cái phí bảo trì đường bộ các đơn vị. Và trong đó thì là đề xuất giảm cái chậm thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ, các ngành chức năng và chính quyền, như chính sách miễn, cắt giảm thuế, phí, hỗ trợ lãi suất ngân hàng để tháo gỡ khó khăn, duy trì và khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19 gây ra. Để họ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tiến hành tổng hợp ý kiến với đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm, số giờ trong tháng với một số các ngành nghề lĩnh vực. Điều này nhằm nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, chống đứt gãy chuỗi cung ứng nhưng không quá 300 giờ trên một năm. Về đề xuất tăng giờ làm vượt quy định trong tháng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang tổng hợp lấy ý kiến của các hiệp hội, doanh nghiệp để từ từ đề xuất theo hướng xem xét, xử lý cá biệt, chỉ nên áp dụng những lĩnh vực ngành nghề thực sự cần thiết trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, không áp dụng trên phạm vi tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và phạm vi cả nước. Ngoài ra, việc điều chỉnh tăng thời gian làm thêm số giờ trong tháng không vượt quá 300 giờ một năm. Về đề xuất của một số hiệp hội, doanh nghiệp xin tiếp tục cho giảm đóng bảo hiểm xã hội hưu trí, tử tuất. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã nêu rõ, đây là quỹ tài chính lớn thứ hai của đất nước, là quỹ dài hạn liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội, liên quan đến đời sống, lương hưu của hàng chục triệu người đang hưởng và tương lai khi về nghỉ hưu. Bộ trưởng nêu rõ nhất thiết sẽ nói không với đề xuất này. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội. Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 6 tháng đầu năm, kết quả xuất khẩu cá tra rất khả quan. Tuy nhiên sau đó, dịch bệnh COVID-19 khiến cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
phải giãn cách xã hội kéo dài, làm toàn bộ chuỗi sản xuất cung ứng bị ảnh hưởng, và trong đó có ngành cá tra. Theo đó, tính đến đầu tháng 9, đã có 52 trên 106 nhà máy chế biến cá tra tại 5 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phải tạm dừng hoạt động, nhiều nhất là ở Cần Thơ. Các doanh nghiệp còn hoạt động thì công suất chỉ đạt 10 đến 30%, chi phí duy trì sản xuất tăng cao. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi, doanh nghiệp kiến nghị các tỉnh nuôi và chế biến cá tra ra tuyên bố chung công nhận công đoàn đã và đang thực hiện ba tại chỗ, cấp thẻ xanh công đoàn thu hoạch cá liên tỉnh. Công đoàn này được công nhận kết quả lịch sử kiểm soát COVID-19, không phải cách ly khi vào thu hoạch cá ở ngoài tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh nên cho phép người lao động sản xuất, chế biến, nuôi, thu hoạch cá tra có thể đến nhà máy chế biến ngoài tỉnh, ao nuôi ở các địa bàn thực hiện chỉ thị 15 trên cơ sở thực hiện đúng quy định kiểm soát dịch bệnh của đơn vị, tiến đến công nhận thẻ xanh công nhân liên tỉnh. Đồng thời đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian phê duyệt thủ tục di chuyển của công đoàn thu hoạch ngoài tỉnh không quá 3 ngày. Thưa quý vị, trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội siết chặt theo chỉ thị 16, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp 3 lần. Đến thời điểm hiện tại, giá vẫn chưa có chiều hướng giảm mà có thể sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu mua sắm vẫn cao nhưng kênh bán hàng lại quá ít. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh người dân thành phố đang khó khăn, để kéo giá thực phẩm xuống thì cần phải đa dạng các kênh phân phối bằng nhiều hình thức, không nên chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một số hệ thống bán lẻ đang hoạt động. Mỗi tuần giá các loại rau củ quả trái cây lại nhích lên từ 200 đến 300 đồng trên một ký. Cá biệt có những mặt hàng như dưa leo hay khổ qua đã tăng gấp 4 lần so với trước kia, thịt heo cũng tăng lên 20%. Cái giá cả mà hiện giờ theo như cái mức mà đã cứ như hiện nay mà là cũng như là gia đình của tôi là không thể nào mà lo cho cuộc sống nổi nữa hết trơn. Bây giờ là trên thị trường, ngoài thị trường là tất cả 19 tỉnh miền Đông, Tây, Nam Bộ là đang bị hỏng hết. Là nó đang đội cái giá dưa leo dưa khổ qua lên cao. Thông thường nông sản khi đến tay người tiêu dùng sẽ đội lên 2 lần do phải qua nhiều khâu trung gian. Trong điều kiện dịch bệnh, giá này sẽ lên cao từ 3 đến 4 lần. Trước thực trạng này, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang lên phương án tìm thêm nguồn hàng từ nhà vườn để trực tiếp đưa đến tay người tiêu dùng thành phố. Chúng tôi đang có kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương các địa phương và các tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương để đưa hàng hóa trực tiếp từ nhà máy, từ nông trại, từ cánh đồng đến tay người tiêu dùng. Hiện nay, khi nhiều nhà máy sản xuất vật tư phụ như bao bì, nhãn mác đều đóng cửa, các nhà bán lẻ bắt buộc phải bỏ ra số tiền cao từ 3 đến 4 lần để mua từ nơi khác, giá bán ra cũng phải tăng theo. Nhiều nhà xuất khẩu trái cây vì thế đã đề xuất giải pháp hỗ trợ các đơn vị siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm giá đầu vào, từ đó làm hạ nhiệt giá đầu ra. Chúng tôi lại có lao động, chúng tôi lại có nhà máy đạt chuẩn để mà đóng gói để mà làm những cái cung cấp cái hàng hóa gì á, thì chi phí nó sẽ rất là rẻ, và cái sự kết nối giữa các hợp tác xã, người nông dân với lại các chuỗi cung cấp ở thành phố Hồ Chí Minh nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể mua được thực phẩm với giá ổn định và hợp lý hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập trang thương mại điện tử với 37.000 combo gồm một túi 10 kg. Ở đó, người tiêu dùng có thể đăng ký mua hàng trực tiếp thông qua các combo. Sau một thời gian dài ngủ đông, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang trở mình tích cực với hoạt động mở cửa các vùng xanh. Và tính cho đến nay đã có 3 tour du lịch đầu tiên đến vùng xanh Cần Giờ với mục đích hết sức nhân văn là tri ân các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Dự kiến 5 tour tiếp theo tham quan Cần Giờ và Củ Chi sẽ được tổ chức từ nay đến đầu tháng 10, chính thức khởi động cho sự hồi sinh sau một giai đoạn đóng băng của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hơn 1 giờ di chuyển bằng xe máy, ô tô, huyện Cần Giờ là địa bàn gần như tách biệt với trung tâm đô thị. Nơi đây vắng bóng các tòa nhà cao tầng, phố xá đông đúc mà chỉ có những cánh rừng đước bạt ngàn nên được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Vì vậy, Cần Giờ là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, thưởng thức hải sản và được hít thở không khí trong lành. Hôm nay, Cần Giờ đón những du khách đặc biệt là các y bác sĩ tuyến đầu trong tour tri ân đầy tính nhân văn. Sau một thời gian dài đóng băng, du lịch Cần Giờ đang hồi sinh trong sự hứng khởi của các du khách. Hôm nay được tổ chức đi thăm quan qua cái cuộc sống mà của huyện Cần Giờ, tức là hiện nay là vùng xanh. Thế, thì tôi cảm nhận là nếu mà được tất cả mọi người cũng đều được tham quan và chiêm ngưỡng cái khung cảnh
tuyệt vời của Cần Giờ, thì đó là một điều hết sức quý. Đối với tôi thì cái không khí trong lành là một cái điều rất quan trọng, bởi vì trong suốt một cái thời gian gần 2 tháng qua, bọn tôi thường xuyên phải đeo khẩu trang và gần như là cái cảm giác thiếu không khí nó là cái việc thường ngày ấy. Nên hôm nay được đi như thế này thì là một điều đối với bọn em bây giờ nó là một điều rất là quý trọng ạ. Khi tôi vào đến đây thì cả đoàn và cũng như bản thân tôi là thấy là một cái sự thoải mái và một cái không khí trong lành mà lại cung cấp cái năng lượng cho mỗi bản thân chúng ta và để có một cái sức sống thật là dồi dào. Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Bộ Tư lệnh, đơn vị Sài Gòn Tourist, huyện Cần Giờ đã tạo điều kiện cho các đoàn y tế được tham gia tour du lịch này để thoải mái sau những cái ngày mà đã phải làm việc căng thẳng. Ngay sau khi được Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là một trong 3 vùng xanh đầu tiên, huyện Cần Giờ đã cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist xây dựng chương trình thí điểm tổ chức tour du lịch đến vùng xanh này. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho tour du lịch vùng xanh, các hướng dẫn viên, lái xe đều là những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và có xét nghiệm âm tính trong quá trình làm việc. Các du khách tham gia tour cũng có đầy đủ điều kiện an toàn về phòng dịch như tuân thủ theo quy định 5K của Bộ Y tế, đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có xét nghiệm âm tính, chọn các tour du lịch khép kín. Chúng tôi rất hoan nghênh Vì Lịch Xanh, thì chúng tôi cũng đã lên một kế hoạch rất là cụ thể. Thì tùy theo cái bộ tiêu chí của thành phố, hiệp hội cũng như là của địa phương, thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức và có thể là hàng tuần hàng ngày tùy theo cái nhu cầu. Thì như vậy chúng tôi cũng phải bố trí một cách rất hài hòa để mà cố gắng đem đến một cái sự phục vụ hoàn hảo cho du khách. Cũng theo Sài Gòn Tourist, dù các tour thí điểm này chưa phải là tour đón khách đại trà, nhưng là bước tiền đề quan trọng để ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tính đến chuyện khôi phục du lịch sau thời gian dài phải tạm ngưng vì dịch COVID-19. Cũng theo doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh nên tính toán mở rộng từ tour thí điểm đến Cần Giờ, Củ Chi sang các tour liên kết với các tỉnh thành lân cận trong điều kiện có dịch bệnh để sớm khôi phục lại ngành công nghiệp không khói này. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì có nhiều mẫu tủ lạnh từ dung tích lớn cho đến nhỏ, tiết kiệm điện, đua nhau hạ giá và có chiếc giảm tới gần 50%. Một số những mẫu tủ lạnh giá chỉ chưa tới 3 triệu đồng một chiếc, tuy vậy tủ lạnh vẫn khó bán. Từ giữa tháng 9, khi nhu cầu mua sắm tủ lạnh vào mùa thấp điểm, cộng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên nhiều hệ thống kinh doanh điện máy điện lạnh tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá để kích cầu mua sắm. Nhiều mẫu tủ lạnh từ dung tích lớn đến dung tích nhỏ, tiết kiệm điện đều được hạ giá, có mẫu giảm tới gần 50%. Các sản phẩm điện máy, các loại tiêu thụ rất chậm, giá giảm mạnh mà vẫn không có khách mua. Các cửa hàng siêu thị điện máy đang trong tình trạng doanh số giảm mạnh, hàng tồn kho tăng cao, thua lỗ nặng nề. Do dịch bệnh COVID-19, nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy đẩy mạnh bán hàng trực tuyến nhưng vẫn bán chậm bởi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, việc vận chuyển khó khăn. Hiện nay các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đại hạ giá rất nhiều mặt hàng để đẩy hàng tồn kho, dọn đường cho những model mới. Trong đó mặt hàng tủ lạnh đang nhận được nhiều ưu đãi về giá, có mẫu giảm tới gần một nửa so với giá niêm yết. Hà Nội đã bước sang ngày nới lỏng thứ 6 sau gần 60 ngày thực hiện giãn cách. Cùng với việc điều chỉnh những biện pháp phòng chống dịch theo hướng nới lỏng giãn cách, UBND thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại phải đảm bảo điều kiện bắt buộc là tạo điểm quét mã QR để khách đến mua hàng có thể ghi nhận sự có mặt và khai báo y tế. Số lượng các điểm đăng ký quét mã do đó đã tăng mạnh. Chợ Mỹ Đình sau những ngày giãn cách, bất cứ ai vào chợ đều phải thực hiện việc quét mã QR. Nằm ở khu vực giáp ranh giữa Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, nên số lượng khách vào chợ khá đông. Nhưng sau 5 ngày được yêu cầu thực hiện, cả người đi chợ và tiểu thương đều thực hiện việc quét mã QR một cách thành thục và hợp tác. Tôi cai và quét cái này là rất tiện lợi. Tôi không quét cái đấy thì tôi không được vào chợ. Trước kia khi áp dụng chỉ thị 16, nơi đây kiểm soát người đi chợ bằng phiếu. Nhưng giờ đây, với số lượng khoảng 800 lượt người đi mỗi ngày, đặc biệt tập trung vào buổi sáng hoặc sau giờ tan tầm, nên việc sử dụng quét mã QR đã hạn chế được tình trạng ùn ứ phía cổng chợ. Trong quá trình triển khai, cũng có những khó khăn như người dân hoặc tiểu thương nhỏ lẻ còn lúng túng hoặc thờ ơ với quy định này.
Do vậy, các phường tại quận Nam Từ Liêm đã hỗ trợ hướng dẫn cũng như tuyên truyền nhắc nhở để tiểu thương hiểu được tầm quan trọng của việc cài đặt mã QR. Đến nay, 3 trung tâm thương mại, 4 siêu thị, gần 250 cửa hàng tiện lợi và 12 chợ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đều triển khai nghiêm túc nội dung này. Điểm mà bán hàng thì là phải xây dựng các phương án theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Cái thứ hai là hướng dẫn các khách hàng trong quá trình triển khai mua bán ở đơn vị và kiểm soát nhân viên để theo chế độ làm việc và kiểm soát chặt chẽ theo công tác phòng chống dịch, cũng như là thường xuyên phối hợp cùng với quận trong việc mà điều tra truy vết trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài những địa điểm thực hiện nghiêm túc như tại quận Nam Từ Liêm thì vẫn còn một số nơi người bán hàng vẫn thờ ơ với quy định quét mã QR. Theo yêu cầu của thành phố Hà Nội, không chỉ cơ sở kinh doanh mà tất cả các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất đều phải cài đặt mã QR code. Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương sẽ dừng hoạt động đối với những cơ sở không thực hiện việc cài đặt mã QR. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.